Thưa quý vị, xây dựng các khu tái định cư để người dân có chỗ ở ổn định sau khi nhà nước thu hồi đất là chủ trương lớn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với nguyên tắc bảo đảm người dân có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ. Vì vậy, thời gian qua, nhiều khu tái định cư được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trở thành những khu dân cư khang trang, sạch đẹp. Để người dân tiếp tục an tâm đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các địa phương còn nỗ lực tập trung xây dựng các dự án tái định cư mới. Năm 2024, thành phố Bà Rịa có 132 công trình đầu tư công với tổng nguồn vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Để triển khai được các dự án thuận lợi, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư được địa phương chú trọng. Thành phố Bà Rịa vừa khởi công hai dự án tái định cư Long Hương và Tân Hưng với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng với hơn 500 suất tái định cư. Hiện các công trình này đang được khẩn trương thực hiện các hạng mục san lấp, xây lắp. Tập trung vào nhân lực thi công, xe máy cơ giới và tăng ca. Chúng tôi đã chuẩn bị về cái lực lượng để mà tăng ca trong những dịp những ngày nắng. Là chúng tôi sẽ tăng ca để bù lại cho những ngày vào mùa mưa sắp tới. Và có kế hoạch là chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành dự án trước. Tại vì để đảm bảo cho có cái quỹ đất cho Ủy ban nhân dân thành phố là giao cho các hộ dân tái định cư. Trong thời gian qua thì có nói là cái vấn đề khu tái định cư Bà Rịa thì đảm bảo cho cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Và như chúng ta biết thì trong thời gian tới và căn cứ vào cái quy hoạch của cái trung hạn 21-25 và đồng thời cho cái dự báo tương lai của 26-30 thì thành phố Bà Rịa đã có tập trung là ba cái khu là tái định cư. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã có cái trình dự án với tỉnh để chuẩn bị cho khu tái định cư Phước Hưng giai đoạn 2 và cũng đã có cái quy hoạch để điều chỉnh trong thời gian tới, đó là 50 hectare của tái định cư Tân Hưng. Còn đây là khu tái định cư Ngãi Giao, huyện Châu Đức, rộng khoảng 24 hectare. Khởi công từ tháng 6 năm 2021 với tổng mức đầu tư khoảng 225,5 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã đạt 90% tiến độ. Dự án này hoàn thành sẽ bố trí khoảng 800 suất tái định cư cho người dân. Đây cũng là khu tái định cư kiểu mẫu của huyện Châu Đức, góp phần đưa thị trấn Ngãi Giao trở thành đô thị loại 4 trong thời gian tới. Bây giờ là về xây dựng thì còn khoảng 10% nữa sẽ hoàn thành. Bên địa phương thì đang gấp rút và sẽ hoàn thành trước tháng 12 năm 2024 này. Hiện tại thì bên chủ đầu tư đang có kế hoạch bốc thăm giai đoạn 1 cho khoảng 340 nền. Thị xã Phú Mỹ cơ bản đã lấp đầy các dự án tái định cư cũ. Việc tiếp tục tăng quỹ tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên được thị xã thực hiện, bởi đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy tiến độ các dự án trên địa bàn. Trong đó có những dự án trọng điểm cấp tỉnh, cấp quốc gia, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng cấp thị xã thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Hai dự án tái định cư 37 ha Phú Mỹ và 5,6 ha Mỹ Xuân là những công trình trọng điểm có tổng quy mô 1.230 lô tái định cư đang được thị xã Phú Mỹ tập trung tiến độ triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư của người dân bị thu hồi đất để triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn. Ban cũng như các lãnh đạo của thị xã cũng tập trung quyết liệt. Thì những đoạn nào mà đã có mặt bằng thì tập trung để nhanh để hoàn thiện. Còn đối với những nào mà chưa có mặt bằng thì cần tiếp tục vận động các hộ dân cũng như thực hiện cái biện pháp thu hồi đất để giao cho đơn vị thi công. Tái định cư phải đi trước một bước. Thì trong cái thời gian qua thì Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan là tổ chức thực hiện các cái khu tái định cư. Tức là mình cũng lựa chọn những cái khu vực mà nó gần khu trung tâm và những cái địa bàn mà nó cơ sở hạ tầng tốt để mình đầu tư một cái khu tái định cư, thì nó sẽ đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân, đảm bảo cho cái khu tái định cư thì nó sẽ tốt hơn cái nơi ở cũ. Hiện nay, Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà xây thô và căn hộ chung cư cho 88 dự án tái định cư với gần 52.000 suất tái định cư, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Trong đó, 57 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng với khoảng 16.000 suất tái định cư đã được bố trí. Từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai 270 dự án với 21.000 suất tái định cư.